Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ các bạn một số câu lót của cái tông pha thứ khi các bạn áp dụng điệu hát với cái điệu bolero. Thì như mình nói các bạn là lần lượt mình sẽ chia sẻ hết câu lót của tất cả các tông cho các bạn và của tất cả các điệu cho các bạn. Rồi thì trước hết là với cái điệu bolero là cái điệu mà rất là nhiều bạn yêu thích, cho nên mình chia sẻ điệu này trước. Và tông thì la thứ và rê thứ thì chắc chắn các bạn đã nhuần nhuyễn rồi. Và clip vừa rồi là cái tông mi thứ, rồi cho nên hôm nay sẽ là pha thứ. Bạn nào đã xem cái clip vừa rồi là lót câu những câu lót của cái tông mi thứ thì hôm nay các bạn tập câu lót của tông pha thứ này đơn giản cực kỳ và các bạn tập rất là lẹ thôi. Tại vì sao? Tại vì mi qua pha nó một ô thì mọi thứ cứ qua một ô là các bạn điểm hát với tông pha thứ này đơn giản. Thì giải câu lót của tông mi thứ những nốt nào thì hôm nay các bạn cứ mỗi nốt các bạn xịt qua một ô là các bạn có câu lót của tông pha thứ, đơn giản vậy thôi ha. Còn điểm hát tông pha thứ như thế nào thì mình đã chia sẻ các bạn rồi, các bạn cứ gõ hướng dẫn điểm hát guitar tông pha thứ điều chuông xem clip đó xong các bạn sẽ biết tông pha thứ có những hợp âm nào đi theo, mỗi hợp âm có bao nhiêu chỗ bấm và bấm như thế nào. Sau khi các bạn biết hết thế bấm từ hợp âm và những hợp âm đi theo tông pha thứ rồi thì các bạn cứ điểm hát, điểm và hát, hát và điểm ha, câu hát là hợp âm gì từ đó chuyển âm đó vậy thôi. Rồi thì hôm nay các bạn không đơn thuần chỉ là điểm và hát nữa mà các bạn sẽ đưa câu lót vào để cho bài hát thêm phong phú hơn, nó hay hơn nha. Rồi thì pha thứ thường các bạn bấm chỗ này để bấm tắt ha, bấm chặn như vậy, còn không thì chỗ này đó, thông thường như hai cái thế mà các bạn thường bấm. Rồi thì mình chia sẻ các bạn câu lót ở hai chỗ này luôn để bạn nào muốn lót chỗ nào thì các bạn lót nha. Rồi đầu tiên thì chỗ này, và trước khi lót cũng giống như mình nói clip vừa rồi ha, trước khi lót rải cái rồi mới lót nha. Rải rồi bấm pha thứ rải nè, rải đô rê đô si la son fa, rồi rê si và la đều là nốt dáng ha, đô rê đó. Rê đây là dây 2 U2 là rê dáng, U3 là rê thì U2 rê dáng. Rồi trở lại đô, rồi si, dây 3 U3, rồi la dáng, dây 3 U1, son không, dây 3 không bấm, fa, dây 4 U3. Ở sau lưng nhảy nốt này, mình ghi dãy số, dựa vào đó các bạn tập từ là các bạn lót được câu này ha. Đó, nhớ trước khi lót cũng rải một cái, rải. Người về trong thương như đi nhớ thương người đó, mình rải cái rồi mình mới lót ha. Hoặc là ghi một đêm trăng thanh quãng bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh đó, mình rải cái rồi mình mới lót. Hoặc là em ơi biết cho chăng tình lẻ điểm rồi. Thì câu lót này sẽ áp dụng khi nào cũng giống như cái tông mi thứ mà mình đã nói các bạn, câu lót đầu tiên của tông mi thứ đó, thì hôm nay tông pha thứ cũng vậy thôi, cũng tương ứng vậy thôi. Thì câu lót này các bạn sẽ áp dụng khi chuyển đoạn mà nó về chủ âm, tức là khi kết thúc đoạn 2, thông thường bài hát hai đoạn ha, thì kết thúc đoạn 2 nó sẽ về lại chủ âm, thì các bạn điểm pha thứ thì nó sẽ về lại chủ âm pha thứ. Rồi các bạn vừa về chủ âm đàn bát chủ âm xong, rải cái lót câu này vào rồi bắt đầu đàn điệp khúc lên, và hết điệp khúc thông thường nó cũng về chủ âm thì cũng rải cái lót câu này vào hát đoạn cuối vậy nha. Hết đoạn cuối thì chắc chắn nó về chủ âm rồi thì mình cũng đưa câu lót này vào, còn như là kết out thì intro thì mỗi bài nó sẽ mỗi khác. Ở đây là mình nói là gom cho tất cả các bài thông dụng các bạn thường đàn và đa phần là vậy ha. Và một số bài không cần phải là hết câu nó mới về chủ âm, nhiều khi ở giữa đoạn người ta đang hát đoạn 1 hay đoạn 2 thì khúc gì cả đang hát giữa đoạn đó mà sẽ có một nhịp người ta nghỉ đó. Thì lúc đó nghỉ mình sẽ đưa câu lót vào lắp cái chỗ trống nó đi. Nó thông thường nếu các bạn chỉ đơn giản điểm hát thì chỗ người ta nghĩ các bạn vẫn cứ bolero, các bạn điểm một nhịp rồi người ta hát tiếp. Còn hôm nay các bạn tập câu lót được rồi thì các bạn đưa câu lót vào không đàn một nhịp mà lúc người ta nghĩ đưa lót vào, nó sẽ hay hơn nhiều nha. Và mỗi lần chuyển đoạn cũng đưa câu lót vào, nó sẽ hay hơn nhiều, một bài hát nó phong phú hơn nhiều vậy nha. Rồi thì đa phần là như vậy, mình nói đa phần thôi chứ không phải tất cả. Tuy nhiên cũng có một số bài thì như là nó không có hai đoạn, nó một đoạn thôi nên vào được phút. Thì nó nếu một đoạn mà nó về chủ âm, chuẩn bị vào được khúc mà nó về chủ âm cứ đưa câu lót này vào rồi hát được khúc. Mà nếu đoạn đó nó không về chủ âm mà nó vào điệp khúc thì mình không đưa câu lót này vào được, mà mình sẽ có câu lót khác chút xíu mình chia sẻ các bạn nha. Hoặc là như mình nói là thông thường hết điệp khúc nó về chủ âm, thì nếu mà bạn pha thứ thì hết điệp khúc về pha thứ đưa câu này vào. Mà nếu bài nào điệp khúc nó không về chủ âm thì mình sẽ không đưa câu lót này vào mà mình sẽ có câu lót khác chút xíu mình chia sẻ các bạn như vậy đó nha. Rồi thì tóm lại câu lót này áp dụng khi hát đang hát trong đoạn mà người ta nghỉ một nhịp mà nó về chủ âm thì các bạn đưa câu lót này vào.
đây là một phần thôi nha, chứ đôi lúc cũng có bài hát nó về chủ âm mà mình không đưa glot này mà đưa glot khác nữa, thì chút xíu mình sẽ nói. Còn cứ trước mắt là các bạn cứ áp dụng như vậy, về chủ âm mà nghỉ nhịp đưa glot này vào, và kết thúc đoạn mỗi lần chuyển đoạn mà nó về chủ âm pha thứ này đó thì cứ lót câu lót này vào rồi hát đoạn tiếp theo, đoạn nào cũng vậy, dạng dễ ha. Và kết thúc bài hát thì chắc chắn lót câu lót này rồi, tại kết thúc bài hát là sẽ về chủ âm chắc chắn rồi ha. Rồi thì đó là câu lót thứ nhất, rồi các bạn áp dụng là như vậy nha. Rồi bây giờ sẽ qua câu lót thứ hai. Rồi thì thay đổi vài nốt đi ha, thì cũng do re do si la si do vậy ha, do re do si la si do, thay đổi hai nốt cuối cùng thôi. Ở nãy là do re do si la son fa, còn bây giờ cũng do re do si la luôn nhưng mà si do, nó hai 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 nó si do này qua ha. Rồi thì nốt re cũng là nốt dáng và nốt si nốt la thì đều là nốt dáng cả nha. Do re nó re dáng nè, do si si dáng nè, la nó là la dáng, là rồi si trở lại si là si dáng do. Rồi thì tóm lại câu này, rồi sau lưng mình ghi dãy số dựa vào đó các bạn biết lót như thế nào nha. Rồi và câu lót này áp dụng khi nào, mình sẽ ví dụ đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi tơi duyên xưa còn hay mắc, mãi trường ơi em tôi còn hồng nưa hay ra đi từ đường nào đó, các bạn thấy câu lót đó lót vào chưa, tơ duyên xưa còn hay mắc đó, lúc đó vẫn là chủ âm pha thứ nhưng mình không đưa câu lót. Hồi nãy mình nói các bạn là về pha thứ thì mình đưa câu lót do re do si la son fa à, nhưng bây giờ nó cũng là pha thứ cũng là chủ âm nhưng mà tại sao mình không lót câu lót đó, không lót về nó fa mà mình lại lót câu lót này nó về nó đố ha, tại vì thì sau này các bạn điểm nhiều dần dần các bạn sẽ cảm nhận được nha. Thì trước mắt là các bạn cảm nhận như vậy nè, nói chung cái này là không phải là phương pháp nhưng mà cách mà để các bạn cảm nhận thôi, chứ cái này cũng giống như cảm âm vậy đó, các bạn điểm thường chơi thường áp dụng thường thì các bạn sẽ nhận ra là các bạn áp dụng được, còn nó không có phương pháp nào mà đi thẳng để các bạn áp dụng được tất cả khi mà điểm hát các bạn áp dụng được là không có, phải nhờ chính bạn, các bạn tập thường áp dụng thường các bạn mới cảm nhận được ha. Rồi ví dụ câu hát tự nhiên xưa còn hay mắc nó về chủ âm mà cái chữ cái hát của các bạn nó vẫn bình bình, nó vẫn ngang ngang, các bạn cứ cảm nhận là như vậy đi, nó vẫn ngang 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 ngang, ngang như vậy thì các bạn lót câu này vào đó, rồi mình hát tiếp. Và câu này thường á nó không kết thúc đoạn mà là thông thường nó sẽ nằm giữa đoạn mà ta nghỉ đó, đã rồi rồi đối với cách đôi nơi thân xưa còn hay mắc ta nghĩ nè, đưa một lót câu lót vào rồi hát tiếp, mãi trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ đâu nào đó, lúc ta nghĩ đó, rồi lúc này ta nghĩ nữa mình lót nữa mà hay ra đi từ đâu nào, các bạn thấy chữ nào nó xuống không, thì đưa câu lót hồi nãy do re do si la son fa đó, nghĩ đưa vào mà đưa vào hát tiếp, thì tùy theo cái câu hát các bạn cảm nhận như thế nào mà các bạn đưa câu lót cho nó phù hợp. Ví dụ câu lót vừa rồi, này vừa rồi là khi nó cũng nghỉ, người ta nghỉ câu hát nó nghỉ thì các bạn mà cái chữ hát nó xuống thấp thì các bạn đưa vào, hoặc nó lên đẩy lên cao, cái chữ hát cũng về chủ âm nhưng mà cái chữ hát cuối cùng một là xuống thấp, hai là đẩy lên cao thì các bạn đưa câu lót đầu tiên vào, còn chữ hát cũng về chủ âm pha thứ nhưng chữ hát nó ngang ngang nó bình bình thì mình đưa câu lót này vào. À, đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi từ duyên xưa còn hay mắc, nói chuyện mắc ngang ngang thì rải cái lót, đưa cái lót này vào ha. Rồi nè, mãi trường ơi em tôi còn không mưa hay ra đi từ đồ nào, chữ nào xuống rải, lót đầu tiên vào dạng vậy đó ha. Đó hoặc là rồi thì coi như câu lót đầu tiên thì lúc nãy mình nói rất kỹ ra nha, rồi bây giờ chỉ là nó câu lót này thôi. Thì tóm lại câu lót này do re do si la si đố thì đưa vào những lúc thông thường là những lúc ở giữa đoạn, đoạn nào cũng cần biết, cái giữa đoạn mà ta nghỉ mà nó về chủ âm đưa câu lót này vào ha, không đưa câu lót hồi nãy nha. Rồi đưa câu lót này vào, ví dụ cả bài khác nè, con đường xưa em đi vàng lệ mái tóc thầy ngõ hồn dần tái thi, đó đưa câu lót này vào tái tê, chữ hát nó nghe nghe nó bình bình ha, nó không lên cũng không xuống thì đưa câu lót này vào, ngõ hồn dần tái tê rải, đó dần tái tê rải, đó đưa
từ lót này vào. Vậy ha, thì tóm lại câu lót này: Do re do si la si do la lót khi giữa đoạn mà ta nghỉ một nhịp á, là chuẩn bị hát tiếp á, thì thay vì mình đàn một nhịp, mình bolero tiên xưa còn hay mắc đàn nhịp, rồi ta hát tiếp vậy ha, rồi mai trường ơi, vậy nó không hay. Cho nên khi ta nghỉ một nhịp, mình đưa cái lót vào: Tơ duyên xưa còn hay mắc, rồi hát tiếp: Mai trường ơi, em tôi còn không nữa, hay ra đi từ đường nào. Vậy đó ha. Rồi thì tóm lại các bạn lưu ý, rồi coi như là xong hai câu lót cho các bạn nha. Hai câu lót đó là áp dụng là như vậy. Rồi bây giờ sẽ là câu lót thứ ba. Thì câu lót thứ ba này nó cũng tương ứng với cái câu lót thứ ba của Tông Mây Thứ như mình đã nói các bạn thôi. Rồi son la si re do si do, son la si re do si do. Rồi như mình nói các bạn, nó la, nó si và nó re đó thì đi theo cái pha thứ này đều là dáng cả nha. Son như ba không bấm, la 3-1 thì 3-1 ha, si 3-3 dán á, rê 2-2 đô 2-1 nè, rồi trở lại rê là 2-2 rồi trở lại đô, rồi si là si dán thì 3-3 đô, rồi sau đó bấm vô đô trưởng đi theo pha thứ thì sẽ là thường kể là đô 7 á. Nhưng mà mình nói các bạn thường theo âm đó, âm 7 các bạn có thể thay đổi thành trưởng, thì bây giờ pha thứ không sử dụng đô 7, sử dụng đô trưởng cũng được luôn ha, mà đô 7 cũng được, các bạn muốn sử dụng đô nào cũng được. Pha thứ thì có, đi theo pha thứ thì có la thăng thứ này đó, rồi đô 7 hoặc là đô trưởng cũng được, rồi la giáng trưởng, rê giáng trưởng và mi giáng trưởng, đó là sáp âm đi theo cái tông pha thứ đó. Thì bây giờ các bạn, nếu mà các bạn lo ở đây thì các bạn cứ sử dụng cái hợp âm đô trưởng và đô trưởng thông thường quen thuộc với các bạn, đô trưởng này đó, các bạn cứ đưa vào nó vô thế tay đô trưởng, bấm đô trưởng vậy luôn đó, vậy ha, bấm đô trưởng vô luôn đó, rải cái rồi lót, cũng trước khi lót cũng rải cái nha, rải rồi bấm lại đô trưởng đó. Thì câu lót này áp dụng khi nào? Khi mà chuyển đoạn từ đoạn 1 qua đoạn 2, thông thường mình nói đây thông thường và đa phần nha, chứ không phải là tất cả đâu nha các bạn. Rồi thông thường bài hát nó hai đoạn á, thì vừa kết thúc đoạn 1 nó sẽ về âm bảy này nè, mà các bạn không sử dụng đô bảy, sử dụng đô trưởng luôn cũng được nha. Rồi không thì sử dụng đô bảy đây nó, nhưng mà nó các bạn á, nhưng mà sử dụng đô trưởng cũng được luôn, tại vì các bạn lót chỗ này thì các bạn sử dụng đô trưởng chỗ này luôn nó, còn lót chỗ này thì mình sử dụng đô bảy, rồi cũng như lót chỗ này mình sử dụng đô bảy chỗ này hoặc là đô trưởng chỗ này, thì tùy theo mà các bạn bấm hợp âm đó ngay chỗ nào các bạn lót. Thì khi nếu bấm đây thì sử dụng đô trưởng luôn ha, rồi bấm đô trưởng vậy đó, vậy đó ha. Rồi thì như mình nói là thông thường và bản nhạc nếu mà nó có hai đoạn, đoạn 1, đoạn 2 rồi nó vào điệp khúc, thì thường hết đoạn 1 nó sẽ về cái hợp âm bảy này nè, thì các bạn đưa cái lót này vào nha. Ví dụ như đời tôi cô đơn anh yêu ai cùng dở dang, yêu ai cùng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lối chi đó. Mình bấm đô trưởng đây, sau khi mình lót dặm đô trưởng luôn rồi hát đoạn 2 dạng vậy đó ha. Cô đơn anh yêu ai cùng dở dang, yêu ai cùng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lối chi. Người tôi cô đơn anh yêu em chẳng bao lâu, ngày mai đây em lên xe hoa buông theo chồng. Vậy đó ha, đó thì câu lót này là các bạn áp dụng khi hết đoạn 1 chuẩn bị chuyển qua đoạn 2, mà hết đoạn 1 nó về cái hợp âm bảy đó, thì các bạn đưa cái lót này vào, sau đó không bấm đô bảy, bấm đô trưởng luôn nha, ngay chỗ này nó sẽ dễ nè, chút xíu mình sẽ nói ngay chỗ này nha. Rồi hoặc là ví dụ bài khác, nhìn sang trầm nhớ hương thầm, mơ ngày mai lửa đôi, hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ốp trà thơm đại khách. Vậy là đó, thì những cái bài mà như mình nói các bạn là cứ hai đoạn, hết đoạn 1 và đoạn 2, mà hết đoạn 1 nó về âm bảy đó, như cái bài Quá Sứ Nhà Nàng đó,
nhìn sang trời nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi hết đồng mộng về đô bãi, mà bấm lưu đô trưởng cũng được, không bấm đô bãi hoặc là đô bãi này cũng được đó, nhưng mà bằng đô trưởng đây để đưa cô lót ngay chỗ này luôn. Mơ ngày mai lứa đôi là hết đồng mộng, bấm chỗ này rải cái ngày mai lứa đôi, nó đàn bát của cái đô xong lót rải ha, lứa đôi rải dặm đô cái rồi bắt đầu hát tiếp đoạn hai. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa xứ nhà nàng, ốc trà thơm đại khanh họ hàng cô bác điêu khen, nói ví dụ vậy ha. Đó thì tóm lại cái câu này là áp dụng mỗi khi chuyển từ đoạn 1 qua đoạn 2. Đó, mà hết đoạn 1 nó về hợp bãi thì các bạn mới chuyển ha. Tức là hết đoạn nó về đô trưởng hoặc đô bãi là các bạn mới đưa câu này vào nha. Hoặc là những cái điệp khúc của bài nào mà kết thúc điệp khúc nhưng mà nó lúc nãy nó không về chủ âm. Đó, mà nó về hợp bãi này hoặc nó về đô trưởng hoặc đô bãi gì đó thì cứ đưa lót này vào, sau đó cứ bấm đô trưởng nha. Và dặm hoặc là hoặc là các bạn hoặc nhồi gì đó để chuẩn bị chuyển đoạn thì các bạn áp dụng. Thì như mình nói đó, kết thúc đoạn mà không về chủ âm thì mình đưa câu lót nào, đưa câu lót này vào. Mà thông thường á, thì các bạn chỉ lưu ý khi các bạn điểm hát, các bạn lưu ý cái chủ âm và cái hợp âm bãi cho mình thôi. Ví dụ trong pha thứ này thì lưu ý chủ âm thì lúc nãy có cái hai câu lót, khi về chủ âm thì các bạn có hai câu lót, về pha thứ có hai câu lót và một âm bãi này, đô bãi này thì có câu lót này. Rồi chú ý ba câu lót này là các bạn áp dụng cho mọi bài hát thông thường. Ha, điểm hát thông thường, còn số bài đặc biệt thì không nói, cái đó số ít thôi. Đó, mình nói đa phần là các bạn áp dụng được. Ví dụ các bạn điểm la thứ thì bạn chỉ chú ý câu lót của cái hợp âm la thứ là cái chủ âm ha, la thứ và câu lót của mi bãi. Còn ví dụ như đô trưởng hay là pha trưởng, son trưởng thì rất ít bài. Khi hát tới hợp âm đó thì ít khi nào người ta nghỉ, cũng có bài nó nghỉ chứ không phải là không, nhưng mà rất là ít gặp. Đó. Cho nên là chú ý cái này để áp dụng được nhiều bài là được. Và trong pha thứ này cũng vậy. Với những âm như hát tới la gián trưởng, ha rê gián trưởng, ha mi gián trưởng gì đó thì ít khi nào người ta nghỉ lắm. Người ta nghỉ, hát nhiều dứt câu người ta nghỉ, nghỉ một nhịp á là mình đưa câu lót vào thì thông thường nó chỉ là chủ âm, người ta mới nghỉ, rất về chủ âm hoặc là rất về âm bãi. Đó, thì như mình nói các bạn vừa rồi đó là các bạn áp dụng vào vậy nha. Rồi thì đó là ba câu lót của cái tông pha thứ mà các bạn khi các bạn điểm quanh quẩn ở đây. Còn bây giờ nếu những bạn mà điểm pha thứ trong này thì nói chung cũng những nốt đó thôi. Khác cái là cái dây các bạn bấm thôi, khác vị trí các bạn bấm và cái dây nó khác thôi, chứ cũng là nó đó. Rồi câu lót đầu tiên đó, đô rê đô si la son fa đó, khi các bạn muốn lót đầu lót chỗ đó cũng được, chỗ này cũng được, cũng những nốt đó thôi. Câu lót đầu tiên lúc nãy ha, đô rê đô si la son fa, nó rê nó si nó la là nó dán như mình nói lúc nãy y chang vậy thôi, nhưng mà nó khác cái vị trí, nó chỗ này thôi đó. Ví dụ như người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người, nó rải cái lót chỗ này dạng vậy đó ha. Đó, ví dụ như ghi một đêm trăng thanh, quanh bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh, đó mình cũng lót những nốt đó thôi, nhưng mà không lót chỗ đó, lót chỗ này. Đó thì các bạn tùy theo các bạn thôi, các bạn muốn lót cho nào các bạn lót. Rồi câu này chỗ này cái số dây mình ghi sau lưng ha, do re do si la son fa, sau lưng có cái số dây đó, dựa vào đó là các bạn biết đàn dây nào bấm chỗ nào nó sẽ ra cái dãy nốt này nha. Rồi với câu lót thứ hai thì cũng những nốt đó, do re do si la si do, sau đó vẫn bấm vô pha thứ đó, pha thứ hai câu lót này, chủ âm nó có hai câu lót này thì số dây mình cũng ghi sau lưng, cũng giống như câu lót thứ hai nãy các bạn lót ở đây thôi. Bây giờ lót chỗ này cũng vậy thôi, các vị trí bấm thôi ha. Rồi số dây mình ghi sau lưng á, dựa vào đó các bạn từ các bạn biết những nốt này đàn như thế nào ha. Đó rồi ví dụ như đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mắc, đó lót chỗ này. Thì câu này là cũng giống như mình nói lúc nãy thôi nha, là áp dụng khi mà mỗi lần ta nghỉ, mà giữa đoạn nó nghỉ đó, mà về chủ âm mà ta nghỉ thì đưa lót này vào ở giữa đoạn ha, ở giữa đoạn nào cũng vậy đó. Hoặc là con đường xưa em đi vàng để mái tóc này ngõ hồn dần tay thề đó, vậy đó ha. Rồi tới câu lót thứ ba.
rồi cũng những nốt đó, nhưng mà khác vị trí bấm ha, thì cái nốt mình ghi sau lưng á, nó phải số dây mình ghi sau lưng á, và số đó là số dây vị trí bấm, các bạn sẽ biết dạy nốt này là như thế nào. Ví dụ sòn á, mình ghi sau lưng 28 đó, thì các bạn biết đàn gì 28 thì nó sòn này ha. Sòn la si re do si do, y chang như nãy thôi ha, y dòng như nãy các bạn đang vào đó sao giờ đi chang vậy vậy đó. Rồi ví dụ nếu các bạn điểm hát, các bạn đang bấm chỗ này thì các bạn cứ lót chỗ này luôn. Nó ví dụ như đời tôi cô đơn nên yêu ai cùng dở dang, yêu ai cùng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Nói ví dụ vậy ha. Hoặc là các bài qua xứ nhà nàng cũng lại xứ nhà nàng nãy. Bây giờ các bạn chỗ này ha. Nhìn sang trộm nhớ hương thầm mờ ngày mai nữa đôi. Cứ lót vậy vào, rồi bấm đô trưởng hoặc bấm đô 7, nhưng mà nói các bạn đô trưởng đô 7 cũng được. Lót xong dậm cá rồi hát đoạn tiếp theo, nó mỗi lần chuyển đoạn từ đoạn 1 qua đoạn 2 đó. Nhìn sang trường nhớ thương thầm mờ ngày mai lứa đôi, hôm qua mẹ bao tuổi nhờ hoa xứ nhà nàng đã thơm đời khánh, họ hàng cô bác điều bấm đâu bấm, miễn là hợp âm đó, các bạn muốn bấm chỗ này bấm, bấm chỗ này bấm, bấm chỗ này bấm, muốn bấm đâu cũng được ha, miễn là hợp âm đó là được. Và lót thì cũng vậy, muốn lót chỗ nào lót, miễn là những nốt đó là được ha. Rồi coi như hôm nay mình chia sẻ xong cho các bạn thêm câu lót của cái tông pha thứ nữa, rồi thì các bạn áp dụng tông mấy thứ, tông pha thứ, rồi để tôi sẽ tiếp tục sẽ tới son thứ, chắc chắn là vậy rồi ha. Rồi còn và trước mắt thì cứ với cái điệu bolero trước để các bạn, nói chung là điệu này rất là nhiều bạn thích nha. Sau các bạn điểm lót được với điệu bolero rồi thì qua những điều khác các bạn lót thì rất đơn giản thôi nha. Rồi thì tới đó mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn nha. Rồi còn chỗ nào mà còn mơ hồ thì các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.